Vâng, Cường trên nụ cũ xin chào các bác. Hôm nay thì em và các bác lại gặp lại nhau trong video chia sẻ về các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng của Cường trên nụ cũ. Hôm nay đã là tối thứ 6 rồi và một tuần trôi qua thật là nhanh. Hôm nay Cường Viên có về được các mẫu đồng hồ để giới thiệu cho các bác đây. Và trên tay em là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Ticknote Thụy Sĩ. Mẫu Sandot này là một mẫu đồng hồ thuộc dòng Sky Sonic Automatic với biểu tượng một ngôi sao tại vị trí góc 12 giờ. Đồng hồ Ticknote thì thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Em cũng không cần phải giới thiệu gì thêm về thương hiệu này nữa. Bây giờ các bác cùng nhìn tổng quan về mẫu đồng hồ này. Em này với thân vỏ inox các bác nha. Thân vỏ inox này. Đáy em nó là sở hữu mề đay. Những chiếc đồng hồ Ticknote mà đáy nó có mề đay như thế này nó cực kỳ là ít các bác nhé. Ít có những chiếc nào mà nó còn nguyên cái mề đay như thế này lắm. Đa phần là mề đay này bị thất lạc, mất. Đó thì chiếc này nó còn nguyên zin mề đay luôn này. Máy đáy đằng sau là lát của lục giác, đáy lục giác. Đó. Em này các bác cùng nhìn phần đúng nha. Đúng zin này. Đúng zin chữ T nha. Thân vỏ của chiếc Ticknote này là thân vỏ inox rất là bền bỉ. Sợi dây này là một sợi dây nguyên bản các bác nha. Sợi dây này là dây lụa. Dây lụa inox. Dây khóa nguyên zin của đồng hồ Ticknote. Đó. Rất là chắc chắn nha. Và cái tình trạng của phần dây này là tình trạng của nó còn rất là đẹp. Chiếc Ticknote này có một ô cửa lịch tại vị trí góc 6 giờ, các bác còn hay gọi là lịch lộc. Nên chiếc này là rất là hay và ý nghĩa luôn. Em sẽ điều chỉnh cái kim để các bác nhìn rõ phần ô lịch này. Điều chỉnh cái này nó có cái nấc chỉnh lịch nhanh, các bác ấn vào đây này. Các bác vừa thấy đấy là lịch ngày, các bác để lịch ngày nhé, khi mà em ấn này. Lịch ngày đang nhảy đấy. Đó, đấy là cái nấc chỉnh lịch ngày nhanh. Giờ em sẽ điều chỉnh này. Bộ kim của chiếc này nó cũng có cái nét rất là riêng luôn. Các bác để ý phần đầu kim nó hơi thon lại so với các mẫu đồng hồ khác. Kim thiết kế theo cái hơi hướng của kim vuông mà đầu nó lại hơi thon lại, mang cái nét đặc trưng riêng. Điều chỉnh lực này rất là dễ dàng luôn. Dòng Sky Sonic Sweet Make. Các chi tiết ở phần mặt của đồng hồ tất cả còn cực kỳ sắc nét. Các bác để ý một chút nữa bên trong này, mặt nó có lấm tấm cái phần thời gian, gọi là các bác hay gọi là cái mụn thời gian đấy. Cái này thì để ý cực kỳ kỹ các bác mới thấy. Bởi vì những mẫu đồng hồ này không qua spa, nó nguyên zin nguyên bản như vậy. Các bác sẽ để ý thấy những cái vết thời gian rất là nhỏ trên phần mặt này, tạo nên nét đặc trưng riêng, gọi là nét độc riêng mà chỉ cái mẫu đồng hồ này nó mới có thôi. Là sưu tầm đồng hồ xưa cổ là các bác là thường là muốn sở hữu cho mình những chiếc đồng hồ mà không ai có, chỉ có mình có thôi. Em này là một trong những chiếc đồng hồ mà các bác rất là đáng để sưu tầm các bác nhé. Đây nhìn, đây khả năng là cái số hiệu của đồng hồ 1689 này. Đó. Em sẽ kiểm tra size mặt. Em Ticknote với size ngang là 36. Sai dọc. Trời, sao sai dọc to vậy à? Sai dọc lên đến 39. Sai rất là to các bác nhé. Chưa kể là cái này nó thiết kế theo cái kiểu là form dáng nó hơi vuông. Thì nó sẽ tương đương với những mẫu đồng hồ tầm khoảng 42 đấy các bác ạ. 41-42 đấy. Để em đo sai chéo là các bác sẽ thấy luôn nhé. Đó, sai chéo lên đến 43 rồi. Và với mẫu đồng hồ mà size mặt to như chiếc Ticknote này thì các bác cổ tay từ 20 trở xuống đeo được ạ. Cổ tay từ 20 trở xuống đeo được các bác nha. Em này mã T10 đồng hồ Ticknote và giá của nó chỉ có giá cực kỳ tốt các bác nha. Giá chỉ có 3.800.000 đồng cho mẫu đồng hồ Ticknote này thôi. Chốt đơn cho em về cả kênh đồ cũ xuống Zalo trên màn hình ạ. Ticknote T10
3.800.000 đồng một đồng hồ xưa cổ cao cấp của đồng hồ Thụy Sĩ thương hiệu Technos Sky Sonic, lịch lọc tại vị trí góc 6 giờ thân vỏ inox, mề đay nguyên bản, cực kỳ chất nha, núm zin. Và ngoài ra các bác sẽ cùng xem bộ máy bên trong thì các bác còn yêu thích cái em này hơn nữa, là bộ máy của em nó cực chất. Đây là phần bộ máy Technos bên trong các bác nha. Đó, máy vàng hồng tự động, nguyên zin nguyên bản luôn, các bác cùng nhìn bộ máy nhé. Chất, đây là bộ máy rất là chất luôn này. Máy này là máy bao nhiêu chân kính đây? 25 chân kính các bác ơi. Máy 25 chân kính cực kỳ chất lượng này. Máy vàng hồng luôn nha. Đó. Không có chê được điểm gì em này hết ạ. Quá chất. Thương hiệu đồng hồ là thương hiệu lớn. Vâng, mã đồng hồ T10 Technos giá 3.800.000 đồng, duy nhất một mẫu tại cửa hàng Kim Đồ Cũ ạ. Mẫu số 2, một thương hiệu đồng hồ Paqueta đến từ Liên Xô. Đây là một mẫu đồng hồ nằm trong bộ sưu tập các mẫu đồng hồ quân đội. Và chiếc này là các bác có thể để ý thấy là hình biểu tượng máy bay ở vị trí góc 12 giờ cùng với ngôi sao ở phía trên. Đây là một chiếc đồng hồ dành cho lính không quân. Phần mặt kính họ thiết kế rất đẹp, phần mặt kính này cực kỳ đẹp luôn, mặt kính kiểu bát quái, 4 tốc vít tại 4 vị trí góc của đồng hồ, tăng thêm cái phần mạnh mẽ chắc chắn cho chiếc đồng hồ Paqueta này. Thân vỏ của em nó là thân vỏ inox, hình thức còn rất là đẹp. Mẫu Paqueta sở hữu phần lịch giật các bác nhé, hai ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ này. Lịch khi mà em kéo ra như thế này, đó, đồng hồ các bác để ý phần lịch ngày nhé, đồng hồ đang nhảy lịch ngày đó ạ. Đó, rất là dễ để các bác điều chỉnh trong quá trình sử dụng. Mặt đen, kim trắng nổi bật luôn. Em này dây dù nhé. Mã đồng hồ là P2, Paqueta P2. P2 này có giá là 1.500.000 đồng. Em sẽ đo size mặt của chiếc Paqueta này. Size ngang là 32, size dọc 38. Cho các bác cổ tay dưới 18 là các bác đeo được chiếc đồng hồ Paqueta này. Ôi em này 4 góc còn là 4 góc vát luôn ạ. Nhìn rất là khỏe khoắn nha. Mã số 3, một chiếc đồng hồ từ thương hiệu Caravan của Đức. Em này với thiết kế phần mặt trắng vỏ inox cực kỳ nổi, bộ kim rất là chất. Logo số học trò được thiết kế kiểu nổi ở trên phần mặt. Phần mặt đồng hồ họ làm rất là đẹp, có dạ quang. Em này làm rất là sang luôn. Có hai ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ và cái này thì nó có nấc chỉnh lịch nhanh, đồng hồ có nấc chỉnh lịch nhanh để các bác có thể thuận tiện trong quá trình sử dụng. Có hỗ trợ cơ cót để các bác dùng. Đó, hỗ trợ cơ cót cho các bác luôn nha. Máy cơ tự động 17 chân kính. Thân vỏ inox này, núm zin nha. Em này cũng là size mặt khá là lớn, nó tương đương với tầm khoảng size mặt 35-36 đấy ạ. Size ngang 35 rồi, cái này phải hơn. Cái này nó phải tương đương với size mặt 36 ạ. Dây da, chiếc này là C29 giá 1.800.000. Tiếp tục với một mẫu Caravan, và đây là một chiếc thuộc thương hiệu Đức các bác nhé. Thì thương hiệu Caravan này là một nhánh của đồng hồ Bulova, cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Chiếc này thì mặt thiết kế hai lòng, vỏ ngoài là vỏ bọc vàng và đã có cái dấu hiệu hao mòn theo thời gian. Mặt của em này với phần trung tâm là phần màu nâu, phần viền ngoài thì đen, mang đến cái cảm giác nó rất là cổ điển, phong cách của nó là cổ điển. Em này size ngang 37,
Vì cái form dáng vuông này nó sẽ tương đương với size tròn khoảng tầm 38-39 các bác ạ. Cọc số các bác cùng nhìn nhé, quan sát phần cọc số giúp em nhé. Cọc số họ thiết kế nổi này, nhìn cái đồng hồ rất là chắc chắn ấy, phần mặt đó. Và ở phần trung tâm họ còn làm cả trục tung hoành nữa. Đây là một em Caravan của Đức, máy cơ tự động nguyên zin nguyên bản, có hỗ trợ cơ cót cho các bác. Và em này thì có ô cửa lịch tại vị trí góc 3 giờ. Mã đồng hồ C31 giá 1,8 triệu chốt đơn cho em nha. Caravan Đức C31 giá 1,8 triệu. Tiếp theo với em đồng hồ One Time. Em One Time này thì máy cơ lên dây, và em này có phần viền là viền vân rắn. Máy mặt 2,5 kim, núm logo, đây là logo mỏ neo, tức là cái chiếc núm này là chiếc núm Lai và một chiếc núm thương hiệu của đồng hồ Rado, là một chiếc núm tốt. Dây khóa là dây khóa vàng, dây chun vàng này, dây chun vàng. Chiếc dây chun này tình trạng của nó còn rất là tốt các bác nha. Đáy của em này bọc vàng này, 4 chân càng thì đã có cái sự hao mòn nhất định ở phần 4 chân càng này rồi ạ. Đây nữa cái vị trí hao mòn vàng các bác nhé. Ngoài ra thì các tình trạng ở phần cạnh này thì còn tốt này, còn khá là đẹp, có hao mòn một chút xíu thôi, chứ nó không đáng kể. One Time, một thương hiệu xưa cổ được yêu thích, độc đáo với máy 2,5 kim. Máy là máy cơ lên dây nguyên bản size 32,1. Cho cổ tay của các bác dưới 16 là đeo đẹp ạ. Chốt đơn cho em chiếc đồng hồ One Time này nha. W19 giá 1,9 triệu cho chiếc này. Đổi giá rất là tốt cho một chiếc đồng hồ bọc vàng toàn thân thương hiệu lớn của One Time, máy 2,5 kim, dây chun vàng nha. Cái dây chun này thông thường người ta bán bên ngoài cũng tầm khoảng 250 đến 300 nghìn một chiếc dây chun như này rồi đó các bác ạ. Đó. Nên là đây là cả bộ dây chun cùng với đồng hồ bọc vàng toàn thân thương hiệu lớn của One Time mà giá chỉ có 1,9 triệu thôi. Giá rất là tốt để các bác sưu tầm mẫu đồng hồ One Time này nha. Tiếp tục với một em đồng hồ từ thương hiệu Witnauer. Em này là mặt xanh, mặt xanh, xanh này là xanh, xanh nước biển ạ. Em nước biển, vỏ, thân vỏ của em là thân vỏ inox này. Em Witnauer này là họ hàng nhà Longines đó. Thì đây cũng là một thương hiệu lớn của đồng hồ Thụy Sĩ, và ấn tượng nhất là cái phần mặt xanh này. Phần mặt xanh còn trong tình trạng rất tốt, và với những cái mẫu đồng hồ mặt xanh như thế này thì nó khi mà đeo trên tay thì luôn mang lại cảm giác rất là độc đáo, lạ mắt, rất là chất luôn các bác nhé. Bao chất cho các bác nha. Và mẫu này thiết kế mặt vuông, nó tương đương với một chiếc size tròn tầm 34, size ngang là 31 này, size dọc 33,5 này, đó. Size chéo lên 36. Nếu mà nhìn bên ngoài thì nó sẽ tương đương một chiếc đồng hồ size 34. Size như chiếc này, size 34 đấy. Và các bác thấy nó nhỉnh hơn một chút nha, nhỉnh hơn đấy, 34-35 đó, nó không hề nhỏ đâu. Này là vừa đeo cho các bác cổ tay dưới 18 đeo được, không cứ tầm 17 đi là đeo đẹp nhất, 17-16 là đeo đẹp nhất. Kính con này là kính Mica, thân vỏ inox, máy zin của Witnauer, 17 chân kính. Rồi chốt đơn cho em chiếc này nha. W21 giá 1,9 triệu, giá cực tốt để sở hữu mẫu đồng hồ thương hiệu nhánh của đồng hồ Longines. Các bác làm yêu những mẫu đồng hồ Nhật thì em có một chiếc đồng hồ Citizen lịch thượng dành cho các bác đây ạ. Kim cọc rất là sắc bén. Em này là lịch giật nha. Đấy, khi mà các bác chỉnh kim thì các bác hơi lùi cái nấc chỉnh giờ lại một chút so với cái nấc chỉnh lịch là được. Bộ kim rất là sắc bén. Mẫu của lịch góc 3 giờ này. Mặt sáng trải tia. Cọc số ấn tượng. Các bác để ý cọc số nha. Cọc số mang cái nét rất là riêng của mẫu đồng hồ này đó ạ. Cọc số hình đa giác, với các cạnh họ làm vát đi. Bên dưới ánh sáng nó cho những cái sắc phản sáng khác nhau. Thân vỏ em này là bọc vàng,
vỏ bọc vàng đã có sự hao mòn nhất định rồi nha. Kính zin. Em này máy là máy răng cưa 19 chân kính, các bác có thể thấy số 19 ở đây này, 19 chân kính này. Trên này có phần đáy là đáy inox ạ. Đáy inox thì các bác có thể thấy ở đây. Size của em này là size mặt khá là lớn nha. Như em đo ở đây các bác thấy là size 36,5, nó tương đương với tầm khoảng size 37 rồi ạ. Mặt rất là đẹp. Em đeo lên trên cổ tay để các bác cùng xem là khi mà lên tay đồng hồ sẽ như thế nào nhé. Đó. Với mẫu đồng hồ Citizen Auto ở máy răng cưa lịch thượng như thế này cho các bác cổ tay dưới 18 các bác đeo là rất là đẹp các bác ạ. Chốt đơn cho em nha. C91 giá 2,7 triệu. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Các bác mà lần đầu biết đến kênh Kiên Đồ Cũ hãy ấn nút đăng ký màu đỏ kèm biểu tượng chuông bên cạnh. Các bác sẽ nhận thông báo trong những lần tới đây cửa hàng Kiên lên sóng những mẫu đồng hồ tiếp theo. Và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ.